Tại sao mà cũng có con voi trắng 6 ngà nhập thai vào của mẹ Maya? Bồ Tát Hường Hộ Minh phải nhập vào trong con voi này nè, nó có cái điện từ quang ở trong đó. Vì thế mà ông ở trong cung tử cung của mẹ 9 tháng 10 ngày nó không có quên. Còn nếu mà không có nha, không có con voi trắng 6 ngà này vô sanh ra quên hết. Những cái gì kiếp trước ông quên hết. Đó, vì thế mà cái con voi trắng 6 ngà nó rất quan trọng. Mà khi mà con voi trắng 6 ngà mà nhập thai mẹ Maya rồi thì ban thần tiên phải túc trực liên tục, không cho cái cầu cõi âm nó phá. Một vị Phật mà ra đời thì cõi âm nó không chịu, nó phá dữ lắm. Nó nguyên tắc này nè, con phải hiểu. Vì thế mà người ta không có hiểu cái đạo Phật lập như thế nào, rồi cứ so sánh tưởng nó ra gốc cây Bồ Tát Thường Hộ Minh á, muốn lập cái đạo này nè thì phải nhờ cái ông Phật Diên Đăng. Phật Diên Đăng là sư phụ của ông Thường Hộ Minh á, xin xin 4 vị trời tứ thiên dương xin lập ra cái đạo Phật ở trái đất này. Trời Thứ Dương đồng ý mới là sai. Trong 4 vị đó đó thì mỗi một người đi một hướng. Một người thì mời trời dục giới vô sắc hữu sắc, rồi một người thì phải xuống trái đất này thương lượng với thần thánh tiên để mà mở cái này, rồi đợi ngày giờ mới mở ra một cuộc họp để mà cho phép Thái tử Thường Hộ Minh lập ra cái đạo Phật ở Nam Diêm Bồ Đề này. Nó có cái tổ chức của nó. Đó, chứ cái công lao nhất á, thì do cái đạo Phật này được thành là thì phải bị thần thánh tiên, cái nhiệm vụ người ta làm ở trong cái ban bệ thần thánh tiên đó, ta làm đây để người ta tạo công đức để người ta về Phật giới. Muốn vô cái ban thần thánh tiên này không phải dễ đâu, là những người tu phước á, được lên hưởng phước rồi thì người ta thấy người nào được người ta mới tuyển vô trong cái ban nghi lễ thần thánh tiên này này. Ở đây người ta tạo được công đức rồi người ta về luôn. Muốn về khi có công đức nhiều, mỗi khi có vị Phật nào ở Phật giới á vào trái đất này rồi nương theo vị Phật này về luôn, nó không có phải trở về Phật giới như loài người. Loài người nó phải qua một cái ban công thức của nó, ban bệ tiễn về mới được. Còn các vị thần thánh tiên nếu mà đủ công đức lớn muốn về thì người ta về rồi sẽ tuyển cái thần thánh tiên khác. Vì thiền tông nó âm thầm đi không ai biết, nhưng mà nó lộ ra là lộ 2 chữ là tổ sư thiền tông. Thì ông tưởng đâu là ông nắm được cái gì đó rồi ông nói ông khôi phục. Nó làm ở chỗ này. Thiền tông muốn khôi phục phải 100 năm sau khi công bố huyền ký ra, khi công bố pháp môn thứ sáu này ra. Rồi người ta sẽ bỏ dần, rồi có người nào á được truyền thừa đó, thấy không? Liên tục rồi người ta sẽ dứt dậy lại, gọi là khôi phục. Sau 100 năm mới đúng, còn trước thì hoàn toàn là sai, họ không hiểu. Nhưng mà nguy hiểm ở chỗ này nè. Mình khôi phục thì khôi, không sao, nói sao. Nhưng mà tuyệt đối đừng có lấy tiền người ta nè. Đấy, nói khôi phục mà đi dụ lấy tiền người ta là coi chừng chết, làm qua báo 100%, hoặc xuống địa ngục á. Con xin hỏi câu thứ 15. Đức Phật dạy, ai cũng có tánh Phật như nhau, sao có nhiều thầy tu lại thích ngồi cho người khác lại mình, là để làm gì thưa bác? Mấy người mà tu mà cho người khác lại mình là tại người ta chấp ngã. Đã chấp ta là thầy tu bắt mấy cái người không tu lại, hoặc là cái ông thầy tu lớn đó bắt mấy người tu nhỏ lại. Người ta hiểu là nó thiếu cái cơ bản là cái tổ chức cái con người. Thành ra người ta tu mà ta chấp kiến chấp cho ta là tu giỏi, bắt mà để mà cho người không tu hoặc là người tu ít á phải lại mình, đây là cái nhân quả rất đặc biệt, không phải đơn giản đâu. Nếu mà vị nào mà làm vậy nên bỏ đi, lại không có ăn thua, không có đồng nào hết á, nhưng mà nó có nhân quả khủng khiếp lắm mà, phải không? Vì vậy Đức Phật dạy thiền, pháp thiền thanh tịnh là yên trong lòng. Dù cho sông núi hoại không, hư không có hoại, tánh không hề dị. Thiền thanh Đức Phật có ghi, chỉ cần thanh tịnh không chi bận lòng. Hôm nay ta chỉ cho ông, tất cả vật lý liền xong cho rồi.
Chị nói là chị đã hiểu về tu theo pháp môn thiền tông, nhưng chị nghĩ là tu là do tâm, nên chị không cần xin cái chứng chỉ được hay không bác? Bây giờ đó, cái chứng chỉ này đó là để cho người thế gian thôi, chứ con mà tu đúng là cũng không cần. Nhưng mà nhờ cái này để nó làm ổn định. Bây giờ con suy nghĩ, con học tới đại học đi, nhưng mà giờ con không lấy cái bằng đem về, giờ sao? Con có củng cố, có yên lòng được là con có đại học không? Thôi phải rinh cái bằng về để đó cho người ta biết, để cho nó yên lòng. Thí dụ bây giờ con có cái yếu chỉ thiền tông này, người ta hỏi con, có thắc mắc, con đưa, nó nhìn thấy con có yếu chỉ là biết, ừ này có cái bằng cấp này, bằng cấp sơ học. Nếu mà xét về góc độ khoa học thì gọi là bị ảo thanh, còn nếu mà xét về góc độ tâm linh á, thì gọi là bị vong nhập. Vậy thì theo thiền tông mình á, thì mình có nên cho bạn đó là nghe về kinh An Vị Phật không hả bác? Tất cả những cái gì cũng vậy á, thì theo cái loại là cái âm nhiều âm ít. Cái an vị Phật đó, nếu mà âm ít đó, thì được, chứ mà âm nhiều quá không được. Âm nhiều phải nó có cái kỹ thuật riêng, thấy không? Ví dụ cứ cho nghe thử 3 ngày thử coi thế nào. Nếu mà nó giảm thì đúng, thì cho tiếp tục nghe. Ha, còn nó nhiều quá là nó đi dạng khác. Thì cái này mình cũng không nói trước được. Nhưng mà đa số nếu mà âm ít thì hoàn toàn an vị Phật đều xuất hết. Người ngoài hành tinh mà các bức ảnh chụp được nhìn giống người máy, vậy bên trong họ thì có Phật tánh không ạ? Hay chỉ là một loại máy móc phát triển? Nếu là máy móc sao họ lại có tình cảm và lý trí ạ? Xin bác giải thích giúp chúng con ạ. Bây giờ khoa học nó văn minh rồi, tất cả những cái gì lập trình nó đều giống y như con người, chứ không phải nó cũng có cái này kia nào đầy đủ hết. Nhưng mà có điều nó là thân máy móc, còn mình đây có tình cảm bằng tứ đại, nó khác. Tứ đại của vật lý âm dương, nó cũng vật lý âm dương nhưng mà đã bằng máy móc, nó cũng không bằng mình được. Vì thế mà con người đi tới cái thời đại văn minh tột đỉnh rồi đó thì nó giống như con người. Vì thế mà khi mà nó văn minh tột đỉnh rồi đó thì chiến tranh nó không còn chiến tranh bằng tứ đại nữa, mà nó chiến tranh bằng máy móc. Nó nhớ tới đó thì nó mới hủy diệt được cái này. Vì thế mà ông Thích Ca phải nói cái câu để đời: các ngươi tin ta đó mà không hiểu lời ta là các ông chửi ta đó. Có nghĩa là ông bảo mình tu thì ông là phải hiểu ông. Ông nói về cái đúng về khoa học không? Còn nếu mà nói không đúng thì đừng có tin. Đặc biệt ông Thích Ca có cái câu này, nói nghe là khoa học phải sợ ông đó. Cái tần số con mà nằm trên đỉnh đầu con mới theo cái này để đánh giải thoát á, cái tần số này cũng mới lên, mới vô được. Còn nếu tần số thấp xuống là mắt ở dưới mắt trên thiên là con thích tu theo đạo thi đạo trời rồi, nghe không? Còn ngực làm thần làm người gì đó thì con thích cái tần số nào thì phải con gia nhập vào cái tần số đó, nghe không? Con muốn làm thần thì là tim là thần ngực gì đó thì nó hiện ở đâu. Mà cái người mà cái có cái con mắt mà gọi là Phật nhãn rồi, người ta nhìn thấy được cái tần số của con. Mình ở đây mình không thấy, chứ còn ví dụ bây giờ ông Phật Thích Ca đó, ông nhìn thấy con là cái tần số mấy ông nhìn biết. Vì thế mà ông mới nhìn ông Sách là Phật, ông này quá trời công đức, thì ông mới nhìn mới hiểu rồi mới độ được ông Sách là Phật. Dạy thiền, pháp thiền thanh tịnh là yên trong lòng. Dù cho sông núi hoại không, hư không có hoại, tánh không hề dị. Thiền thanh Đức Phật có ghi, chỉ cần thanh tịnh không chi bận lòng. Hôm nay ta chỉ cho ông, tất cả vật lý lìa xong cho rồi.